và chúng tôi xin mời các quý vị theo dõi một chương trình Facebook Live tọa đòn tọa đàm bàn tròn trực tuyến từ Berlin của thủ đô Đức Đức với các vị khách mời ở đây và chủ đề ngày hôm nay của chúng tôi chủ đề tiếp theo đó là cuộc sống di di trú di cư di trú hội nhập của người Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức và chúng tôi xin mời các vị khách mời sẽ tự giới thiệu xin mời ông Tôi là Trần Anh Tú đã học điện hành tại Potsdam và cũng đã ở Đức đến năm nay là nhiều hơn tuổi mà tôi đã sinh ra ở Việt Nam. Vâng, xin mời bạn. Vâng, tôi là Phạm Thanh Hà, đã ở Đức trên 30 năm và hiện nay làm tại cũng tại cơ quan di cơ quốc tế. Vâng, xin xin mời bạn. Vâng, tôi là Võ Thị Hảo. Tôi sang Đức mới được hơn 2 năm và nghề của tôi là viết. Vâng, xin cảm ơn bà. Xin mời ông. À, tôi là Lê Bình Hùng, tôi là nhà báo tự do. Nhưng bên cạnh đó tôi cũng là một người làm cái công việc gọi là truyền bá âm nhạc dân tộc Việt Nam và tổ chức các sự kiện văn hóa ở Đức. Xin mời ông. Vâng, tôi là Nguyễn Thế Thuyền. Tôi sang Cộng hòa Chủ Đức năm 1973. Học đại học và đến năm 78 thì tôi trở về Việt Nam. Tôi dạy đọc bách khoa Sài Gòn. Thì năm 88 tôi sang Hợp tác lao động và bây giờ thì đoàn tụ gia đình kéo gia đình sang đây và tôi làm nghề dạy tiếng Đức cho người Việt và dạy toán cho cháu phổ thông. Tôi là Phạm Kỳ Sơn, tôi sang Cộng hòa Dân chủ Đức học đại học năm 1974 và sau đó đến năm 87 thì tôi lại quay trở lại Đức làm công tác phiên dịch và dẫn dắt đội lao động hợp tác và tôi từ đó tôi ở lại nước Đức cho đến nay. Hiện nay thì tôi đang làm công tác trong một cơ quan gọi là chăm sóc và giúp đỡ cho việc giáo dục thanh thiếu niên chỉ đồng và các gia đình có vấn đề về xã hội. Rồi, xin cảm ơn các vị khách có cái lời giới thiệu vừa rồi. Có lẽ chúng ta nên mở đầu bằng một phụ nữ phải không ạ? Vâng thì bây giờ chúng tôi xin được nhường lời cho bà Phạm Thanh Hà và bà có thể chia sẻ quan gì mà bà quan sát được ấy, cũng như cái thực tế cuộc sống về cái cái di cư cái nhập cư ở đây này rồi cuộc sống cái hội nhập của người Việt Nam tại đây xin bà có thể ngắn gọn chia sẻ vâng như tôi đã đã giới thiệu trên tức là hiện nay tôi đang làm việc tại cơ quan di cư quốc tế thì trong suốt những năm qua và nói đúng hơn là trong năm 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 qua kể từ năm 1992 khi mà ở cơ quan di cư quốc tế có một cái hội một cái dự án giúp đỡ cho người Việt di uh, tị nạn trở về quê hương tức là họ xin tự nguyện trở về quê hương với một cái dự án tức là giúp đỡ họ làm sao để tái hội nhập lại quê hương một cách dễ dàng hơn uh, bằng phương pháp tức là họ hỗ trợ một chút về kinh tế giúp cho họ vào nước ban đầu thì như các bạn đã biết làn sóng tị nạn của đến nước Đức trong những năm vừa qua rất là nhiều trong đó có người Việt Nam chúng ta tất nhiên cuộc sống ở nước Đức thì như chúng ta đã thường ngày được nhận những thông tin trên các cơ quan đại chúng thì làm một cái cuộc sống không hề đơn giản chút nào cả thế và người Việt Nam chúng ta cũng vậy thôi khi mà phải xa đất nước của mình đến đây họ gặp rất nhiều khó khăn uhm, qua những thời gian như vậy thì là cũng có một số người thì họ đã quyết định trở lại quê hương của mình và họ đã đến cơ quan tư của chúng tôi rất là nhiều. Chúng tôi là văn phòng tư vấn cho người tị nạn tự nguyện hồi hương, tất nhiên không phải chỉ riêng cho người Việt Nam mà cho tất cả các sắc tộc và trong đó có người Việt Nam. Cho đến nay thì cơ quan chúng tôi đã giúp đỡ cho gần 100 người tị nạn Việt Nam tự nguyện hồi hương quay trở lại việt nam với dự án tái hội nhập tại quê nhà cũng như giúp họ về cái phần mà uh, có vé máy bay một chút tiền đi đường thế và tư vấn cho họ những cái dự án để tái hội nhập lại quê nhà làm sao cho tốt thế và um, thời gian gần đây thì uh, như chúng ta đã thấy tức là không những chỉ người Việt Nam chúng ta mà người của các nước khác rất là nhiều và ở mỗi một đất nước nó có một cái sắc thái riêng, có một cái um, đặc điểm riêng nhưng nói hơn họ có cùng chung một mục đích, cùng chung một cái đặc điểm tức là uh, sự hội nhập trên cái đất nước mà họ đến thực sự là không dễ dàng chút nào. Vâng uh, và có thể là sau đây thì các anh các chị sẽ được nghe thêm những ý kiến của tất cả các anh các chị ngồi đây đã làm trên các lĩnh vực khác nhau trong công tác giúp đỡ cho người chúng ta nói là người việt nam thôi hội nhập lại quê hương thứ hai nó có rất nhiều những cái khó khăn ban đầu cũng như là hiện nay vẫn đang phải tiếp tục giúp họ để vượt qua những cái trở ngại cũng như là những cái khó khăn để họ có thể hội nhập tốt hơn. Vâng, xin cảm ơn cái ý kiến vừa rồi của bà Phạm Thanh Hà. Thưa ông Phạm Kỳ Sơn, ông cũng có cái phần giới thiệu của mình về cái công việc của mình. Thì cũng cùng với câu hỏi như vậy mà chúng tôi vừa mới hỏi và Hà đấy, thì xin ông có thể chia sẻ được không ạ? Vâng. Vâng, cũng như là tôi cũng đã vừa mới tự giới thiệu tức là công tác của tôi là nằm trong cái lĩnh vực là công tác xã hội thì như uh, mọi người đều biết tức là cái cuộc sống của những cái người mà di cư sang uh, nước đức này uh, hoàn toàn không phải là một cuộc sống uh, dễ dàng như là người ta tưởng tượng ban đầu uh, mà thậm chí với cái tình hình hiện tại thì ngay cả đối với những người Đức, những người sở tại ở đây cũng đã là một cuộc sống cũng không phải là 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 dễ dàng, người ta cũng phải bươn trải, phải vật lộn rất là nhiều. Thì huống chi chúng ta với những người mà từ một cái đất nước xa lạ đến đây với một nền văn hóa khác thì quả thực đó là một cái điều rất là khó khăn đối với họ không chỉ là những cái thủ tục uh, hành chính ban đầu để họ giúp cho họ hội nhập mà nói tóm lại là họ phải tập làm quen thậm chí là vật lộn thậm chí là chăn trở uh, có thể nói là cũng chảy vi chóc vảy đối với để mà có thể mà hội nhập được vào một cái nền văn hóa mới do vậy thì điều đó là điều rất là dễ hiểu khi mà uh, có hàng loạt các cái uh, Ừ, gia đình ừ, người người Việt Nam. Trong đó thì ừ, đặc biệt là các gia đình mà ừ, có các người mẹ hoặc là thậm chí có cả những ông bố đơn thân nuôi con. Ở đây họ đã phải vất vả, vật lộn như thế nào để mà có thể là tự mình ừ, trụ lại được ở cái cuộc sống ở đây và đồng thời nữa là để làm cho con cháu của con của họ có thể là ừ, theo kịp được vào cái nếp sống cũng như là cái nền uh, giáo dục của cái tại cái đất nước sở tại này thì cái công việc của chúng tôi là uh, chúng tôi là làm một việc ở cái cơ quan mà gọi là hỗ trợ và giúp đỡ uh, vấn đề giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng thì uh, uh, cái cơ quan này được uh, tài trợ bởi uh, cái uh, ngân sách của nhà nước cung cấp cho sở thanh thiếu niên nhi đồng và sở thanh thiếu niên nhi đồng họ giao lại cho chúng tôi họ phân bổ những cái số vốn này cái số tiền này lại cho chúng tôi để làm để giúp chúng tôi uh, 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 triển khai những cái công việc mà người ta gọi là xã hội hóa cái vấn đề mà quản lý và chăm sóc giáo dục thanh thiếu niên nhi đồng theo đúng như cái luật pháp bảo vệ thanh thiếu niên nhi đồng uh, ở tại cái nước Đức này thì thì đây là một cái công việc rất là uh, nó nó vừa mang tính nhân văn nhưng đồng thời nó cũng mang tính khoa học rất là cao. Thế và đòi hỏi chúng tôi ngoài cái nhiệt tình, cái tâm huyết Thậm chí thì phải cũng phải có một cái một cái uh, bản lĩnh về nghề nghiệp cũng như sự đào tạo nhất định thì mới có thể có thể đảm trách được cái nhiệm vụ này. thì tôi xin nói sơ qua như vậy. còn trong quá trình tiếp thì chúng tôi sẽ có thể ý kiến sâu. Dạ vâng thế xin cảm ơn ông nguyễn thế tuyền đã về cái chia sẻ vừa rồi thế và quý vị đang theo dõi uh, chương trình uh, facebook live uh, bàn tròn trực tuyến uh, của bbc việt ngữ do uh, quốc phương thực hiện từ berlin thủ đô của nước đức uh, với chủ đề uh, là về uh, nhập cư cuộc sống uh, và hội nhập uh, và ở đây thì uh, chúng tôi còn có các một số vị khách khác nữa mà có lẽ qua cái câu chuyện của chính các uh, quý vị khách mời ở đây đó, cũng như công việc của họ và quan sát họ thì cũng sẽ là uh, những cái uh, nhân chứng đúng không ạ? cái uh, Và uh, có thể giúp để hầu chuyện cho các quý vị tham khảo thêm. Uh, có lẽ chúng tôi xin uh, nghe uh, ý kiến của ông. Uh, uh, vâng, ông xin lỗi ông vừa rồi là ông Phạm Kỳ Sơn, cảm ơn ông Phạm Kỳ Sơn. Bây giờ là ông Nguyễn Thế Tuyền, ông có thể uh, chia sẻ một chút về việc là ông sang Đức thế nào và bây giờ ông đang làm cái gì? vâng tôi đang là giáo viên đại học ở bách khoa thành phố hồ chí minh thì vâng tôi xin nói to hơn chút thế được chưa được. dạ vâng 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 thế tôi là phiên dịch cho một cái đội hợp tác lao động từ sài gòn sang đây thế thì hợp tác lao động chỉ được hai năm thôi thì bức tường đổ và như vậy ấy, là một chế độ chính trị hoàn toàn khác thế thì anh em việt nam ấy hoàn toàn bỡ ngỡ trước kia có phiên dịch và đội trưởng quản lý tất cả nó phụ thuộc vào đội trưởng phiên dịch kết, người ta chỉ biết làm nhận tiền và gửi quà về nhà. Thế thì cái thói quen đó làm người ta rất bỡ ngỡ những năm đầu thôi nhưng người Việt mình ấy phải rất là nhanh nhạy đã ra đường luôn để mà xuống đường bán hàng và hội nhập từ từ. Thế thì một trọng cái tôi cần nói là ngôn ngữ là cái chìa khóa để hội nhập, điều đó vô cùng quan trọng. Thế thì tôi đã dạy tiếng Đức cho người Việt nhiều năm, tại sao tôi được dạy cho người ta? Bởi vì thế này này người ta học trường Đức không được cái tư duy Đức nó cao quá thế nên tôi phải dạy theo tư duy Việt tức là Việt hóa được một chút tức là làm sao cho tư Đức người ta cảm thấy dễ hơn người ta chỉ cần chăm chỉ là được thôi thế thì những lớp học của chúng tôi là hơi khó một chút bởi chỗ là người thì 16 người thì tới 60 61 rồi người thì học đại học rồi người mới học lớp 7 người thì nông dân người thì kỹ sư rồi nhưng mà tất cả ngồi vào trong lớp là tôi phải làm sao mọi người đều hài lòng. đấy là điều rất là khó. thế thì tôi cũng tìm cách thế nào đó để cho người nào cũng học được cái mới và uh, học viên vẫn đến đầy đủ. đấy là điều mà tôi có một kinh nghiệm và tôi cảm thấy là cái thử thách đó tôi đã vượt qua. tôi cũng thấy mừng, thấy mừng. thế và từ đó nay tôi vẫn tiếp tục làm cái chuyện đấy. thế thì cái khó của người Việt ấy là mình học ít quá, mình học một chút mình cảm thấy đủ rồi thế là mình bỏ ra ngoài, cho nên rằng là mình vẫn sống song song với xã hội của họ chứ mình không hội nhập được. Thế thì hội nhập ấy là chính phủ Đức người ta muốn ấy là mình hội nhập vào để là người ta chú ý đến mình như cái kiểu từ trước đến giờ, bây giờ cố gắng thay đổi đi vâng xin cảm ơn ý kiến của ông Nguyễn Thế Tuyền. Bây giờ chúng tôi xin được nghe một ý kiến một câu chuyện tiếp theo Đó là của ông Trần Anh Tú. Ông có thể chia sẻ được không ạ? vâng xin chào tất cả khán giả và mọi người trong ban hội thảo này. Tôi xin nói là ví dụ như một cái chuyện của bản thân lớp học sinh sinh viên của bọn tú tức là sang là khóa sinh viên cuối cùng của thời cộng hòa dân chủ đức thế đến khi học gần đến năm cuối thì là bức tường đổ và toàn bộ các cái tài liệu giảng dạy học của cộng hòa dân chủ đức là bị xóa bỏ và người ta không chấp nhận cái tài liệu ấy nữa và cả cái khóa này là phải học thêm một năm nữa để có đủ cái trình độ với cái bằng cấp mà, mà, mà đào tạo tiếp có còn có cái ngành mà tú thì tôi học về âm thanh yeah. thế còn các uh, cái sinh viên của các trường khác ấy, rơi vào cái thời điểm đấy thì cực kỳ là nan giải bởi vì họ trường Đức người ta không đào tạo tiếp nữa ừ, họ không biết làm như thế nào để tiếp tục cái cái và rất là nhiều người đã phải sang Hà Lan sang bỉ sang các nước khác uh, để tìm cách uh, để học tiếp nhưng cũng không 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 đạt được cái nguyện vọng đó thì đấy là một cái sự rất đáng tiếc. Thế uh, vấn đề thứ hai nữa là sau này thì Tú có làm công đoàn cho một cái tổng hãng 16 năm. Cái tổng hãng đấy là cái gọi là tip truck tức là in ấn uh, hiện đại. Thì Tú có kinh nghiệm sau 16 năm làm công đoàn cho ở cái, cái hãng đó thì là trong cái hãng đó nó có có bốn tám trăm người mà người Việt Nam nó khoảng hơn ba trăm thì người Việt Nam nó có một cái rất là rất là, là là gọi là bảo thủ không chịu mở tấm lòng không chịu tâm sự với 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 hoặc là trao đổi với với ngay bản thân những người Việt với nhau chứ chưa nói đến người Đức đó Ai cũng khư khư giữ rằng công việc của mình như thế ổn rồi rồi. Và không trao đổi với nhau đến khi, ví dụ như chẳng hạn như là chuyện anh đến anh xin uh, làm, anh nhận được việc làm anh sướng quá. Anh chả cần đọc uh, uh, hợp đồng lao động, chả cần gì ký luôn vào làm. Đến lúc sau, đến thời gian thời kỳ uh, Noel, không có tiền lương Noel. Thế họ bảo anh phải lên anh có ý kiến để phản đối. Nhưng mà vào đây bây giờ đã ký hợp đồng là trong năm đầu tiên không có tiền Noel thế thì bây giờ làm sao? Thì đấy là một cái ví, ví dụ rất nhỏ và họ không chịu học tiếng Đức để họ gọi là bảo vệ cái quyền lao động chính đáng của họ thôi chứ chưa nói là đến để bảo vệ cho người khác. Và đấy là một cái điều vô cùng đáng tiếc cho cái 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 cái, cái sự hội nhập của họ vì họ khi họ không có biết tiếng thì họ không biết luật, họ không biết luật thì họ không tự bảo vệ được cho cái năng suất mà họ làm. Như thế nào là đúng, như thế nào là đủ và cứ như thế họ chạy đua nhau, người này làm ít hơn thì 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 không nói nhưng những người khác đã làm được muốn làm hơn nữa để để mình có 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 cái lợi thế hơn trong cái cái chỗ được làm việc nhẹ hơn. Ví dụ chẳng hạn như thế, thiết đâm cho nó trở thành một cái cái, cái 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 hỗn loạn trong 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 ngay cộng đồng của những người Việt tại trong hãng, mà điều đó một điều vô cùng đáng tiếc, đấy thế rồi Tú cũng xin nói thêm một cái chuyện nữa tức là tôi đã quan hệ với rất nhiều những người từ đạo diễn quay phim, giáo viên giảng dạy uh, của các trường kể cả dạy tiếng Anh sang đây không không chịu học tiếng và phải phá đi làm rất nhiều nghề mà cắn răng chịu đứng đứng dưới âm độ c để bán hàng rồi tất cả nhưng có mỗi việc ngồi trong nhà ấm cúng để học tiếng Đức họ cũng không 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 học họ không làm họ cũng không nghĩ rằng đấy là là quyền sống là cách sống quyền sống để mình sống như nào để cho mình hội nhập được với xã hội này bảo nói là để hiểu về chính trị Đức về những cái chủ trương chính sách những điều luật mới thực ra mà nói nếu không có cái báo uh, của trong cộng đồng để đưa tin đưa tiếng Đức đưa tiếng Việt thì rất nhiều người họ không biết một cái gì về luật Đức đấy là một điều rất đáng tiếc vâng xin hết bà xin cảm ơn cái chia sẻ vừa rồi của ông trần anh tú và chúng ta uh, có một vị khách nữ khác nữa ở đây uh, đó là bà võ thị hảo nhà văn vâng uh, và bà thì vừa mới giới thiệu là bà vừa mới sang bên nước đức được trong vòng 2 năm và cái câu chuyện bà là một nhân chứng vâng và bà qua chính câu chuyện của bà thì bà đã được bà sang tức nào và đón tiếp được đón tiếp như thế nào cụ thể ra sao xin bà chia sẻ tôi tôi là một cái người di trú rất muộn và khi tôi sang đây thì tôi 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 hiểu được thêm rất là nhiều điều. Tôi hiểu rằng là ở một cái định nghĩa thế nào là một cái nước dân chủ, văn minh và nhân quyền là nó, nó thực sự là nó nằm ở trong cái chất lượng sống mà cái thể chế ấy nó đưa đến cho từng người một, từng công dân một, kể cả những công dân mà bị ở ở dưới đáy cho tới những công dân ở trên cao, đó là sự bình đẳng và khi mà một một cái thể chế mà nó có chất lượng thì họ thậm chí họ còn 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 tạo những cái điều kiện sống tối thiểu nhất để cho người ta có quyền được lương thiện, quyền được lương thiện là một cái quyền cực kỳ lớn của con người và đó chính là nhân quyền. thì nước Đức sẵn sàng ôm vào vòng tay đón nhận tất cả những người đến đây, không một lời mời và chạy trốn cái chết chạy trốn một sự hà khắc nào đó, chạy trốn một 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 khủng hoảng, một sự bất nhân nào đó và nước Đức đã dang rộng vòng tay để đón. Và các bạn có thể thấy rằng là tại sao nước Đức năm 1945 cũng bị tàn phá một cách khủng khiếp và nơi đây đã từng tạo ra những cái thảm họa giết người diệt chủng kinh khủng nhưng mà người tại sao người ta lại có thể hội nhập và hòa giải một cách nó tuyệt vời như thế này và và tại sao nước đức bây giờ họ lệnh nhân đạo đến như thế họ có thể đón nhận cho một năm mà đón đón nhận gần một triệu con người tị nạn từ Syria, từ các nước khác đến và những những họ 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 đã từng cứu vớt người việt nam những người vượt biển và các bạn có thấy rằng một cái hình ảnh vô cùng cảm động rằng là cái con tàu cáp anamur đã từ ngày xưa khi mà việt nam có những cái thuyền nhân họ phải chạy trốn một cái thể chế chính trị mà họ không thể sống được nữa và họ chạy trốn và 10 người đi thì là phải có tới 7 8 người chết. Chúng ta đừng bao giờ quên những điều đó, hãy học nó và nhắc lại mỗi ngày để chúng ta trở nên nhân ái và độ lượng hơn. Nói đến vấn đề di trú của Việt Nam á và của các nước khác ấy, nhưng đặc biệt là Việt Nam thì chúng ta đừng bao giờ chúng ta phải đặt cái sự thấu cảm trước hết cho đồng bào của mình và và những cái người mà đã vượt biển và đã chết ở trên biển thì tôi tôi, tôi thấy rằng là à, tại sao nước Đức họ vốn là cái nơi sản sinh ra chủ nghĩa phát xít và đã từng diệt chủng con người một cách khủng khiếp như thế nhưng tại sao chỉ sau vài chục năm thôi họ đã tái thiết đất nước đến như thế này đã dang rộng vòng tay để đón mọi người và cứu giúp mọi người tại vì họ đã không bao giờ họ lờ đi những cái bài học lịch sử và lịch sử không phải là một cái thứ gì để mà người ta có thể tự ca ngợi tự ca ngợi Tự du ngủ và để làm mờ đi tất cả những bi kịch của người đấy là một sự tàn ác. Và nước Đức học mỗi ngày nhắc lại mỗi ngày về những bài học của mình. Tại sao diệt chủng? Như hôm nay chị Phạm Thanh Hà nói rằng là hôm qua chị đã đi dự một cái cuộc kỷ niệm một người Việt Nam đã bị giết chết bởi chủ nghĩa phân biệt chủng tộc của những năm 80 phải không chị? Vâng, những năm 80 và đấy là người Đức làm người Đức họ tự đứng ra tổ chức cho người Việt Nam đấy là một cái điều tuyệt vời bởi vậy cho nên là à, cái um, ở đây nó liên quan đến chúng ta muốn chúng ta ở đây là chúng ta là những cánh chim đi trốn mùa đông mà và chẳng ai lại đi trốn một cái mùa mùa xuân hoặc là cũng không ai đi trốn một mùa thu mát mẻ cả mà những cánh chim di trú là những cánh chim phải lựa chọn phải chọn giữa sống và chết chọn giữa tồi tệ và đỡ tồi tệ hơn hoặc là tốt hơn và 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 chúng ta tôi tôi thấy rằng có một điều cảm động là thế này à, như, như như anh tú nói hoặc là các anh nói như anh tuyền nói tức là người việt nam ra đây và làm làm và làm và thậm chí còn cạnh tranh nhau dẫm đạp lên nhau theo kiểu có dẫm đạp của nô lệ là không phải là vì người ta xấu mà là vì người ta ít cơ hội quá ít cơ hội quá và người ta người Việt Nam đi đến thiên đường người vẫn khổ vì là nghĩ đến những người ở nhà. Nhưng mà mọi người không nghĩ đến một cái điều, một cái chia sẻ về tinh thần là cái cái người Việt Nam cần phải hiểu, cần phải học về nền dân chủ, cần phải học về sự nhân ái và sự độ lượng và và hãy nhìn vào sự thật. Thì tôi nghĩ rằng đấy là một điều quan rất quan trọng của vấn đề di trú và hội nhập Vâng. xin cảm ơn ý kiến chia sẻ vừa rồi của nhà văn Võ Thị Hảo. Thế và quý vị đang theo dõi chương trình tọa đàm bàn tròn trực tuyến trên kênh Facebook Live của BBC Việt ngữ với chúng tôi là Quốc Phương, tường trình từ Berlin, thủ đô của Cộng hòa Đức. Với chủ đề ngày hôm nay tức là cư cư trú, cuộc sống đấy và hòa nhập của người Việt Nam tại Cộng hòa Đức. Ở đây thì cũng có các quý vị khách mời là những người đang làm việc ở trong các tổ chức, cơ quan có liên quan tới lĩnh vực hỗ trợ giúp đỡ cái việc cư trú định cư của người Việt của Việt Nam sang sang nước Đức và cũng có một số quý vị ở đây khác nữa đấy thì là chính là những nhân chứng thực sống động đấy qua chính cuộc đời những gì mà họ đã quan sát được thì tới nước Đức bây giờ thì chúng tôi xin mời nhà báo tự do Lê Mạnh Hùng chia sẻ câu chuyện của mình. À cá nhân chúng tôi vợ chồng tôi cũng chính là những người đi di cư chúng tôi tới sau khi bất tường đổ không đủ thuận lợi như anh các chi đã từng học ở cộng hòa dân chủ đức chúng tôi đến đức với một hành trang là chỉ có một ít sách vở quần áo nhỏ thôi một câu tiếng đức không biết chính vì thế cái nỗ lực ban đầu rất lớn muốn làm được cái gì ở đây phải học tiếng rồi là phải hội nhập Thế sau khi tạm gọi là chúng tôi hội nhập thành công thì chúng tôi nghĩ chuyện là gì đóng góp cái sức mình vào cái sự hội nhập của cả cộng đồng thì một trong số những công việc chúng tôi hai vợ chồng tôi tôi đã thay cả vợ tôi nữa là chúng tôi nỗ lực đó là dùng âm nhạc dân tộc việt nam và giảng dạy cả tiếng Việt nữa để giúp cho cuộc sống chung giữa các sắc dân ở đây. Tại sao tôi dùng cái từ cuộc sống chung? Trước đây những năm đầu làm công tác đó chúng tôi hay nghĩ đến cái chuyện là bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt Nam hay là truyền bá văn hóa Việt Nam để mà cải thiện hình ảnh Việt Nam, để mà cải thiện cái nhìn của người Đức đối với người Việt, nhưng càng sống lâu chúng tôi càng hiểu một điều là rất nhiều sắc dân từ khắp nơi đến nước sống chung với nhau thì vì cái cuộc sống chung đó tốt hơn cả. Thành chúng tôi mới nói là gì? Công việc chúng tôi làm hiện nay là cầu nối để cho tiếng Việt giúp các cháu Việt Nam giao lưu với bố mẹ tốt hơn, tiếng Việt giúp cho các bạn Đức giao lưu với người Việt Nam tốt hơn và âm nhạc Việt Nam làm giàu hơn, phong phú hơn cho cái đời sống văn hóa của người Việt nói riêng và toàn thể cộng đồng những người được đủ, đủ sắc dân sống ở nước Đức nói chung. Thế đấy là cái nỗ lực chúng tôi làm, nhưng muốn làm được hiệu quả, được bài bản mà mình không bị đến nỗi kiệt quệ thì chúng tôi có một cái phương châm là mình phải dựa vào cái sự giúp đỡ của nước chủ nhà nước đức rất là có lực và có tâm Thành ra chúng tôi đã đưa âm nhạc dân tộc Việt Nam vào giảng dạy trong hệ thống trường nhạc của Đức. Chúng tôi lại gợi ý và mở được rất nhiều lớp học tiếng Việt trong các trường phổ thông của Đức. Đấy có nghĩa là các cháu học sinh người Việt và kể cả các cháu học sinh thuộc các sân dân khác muốn học tiếng Việt tới học. Thì qua đó, ấy, cái giao lưu về ngôn ngữ, giao lưu về văn hóa giữa con người với con người ở Đức này nó được cải thiện. Và đấy là cái đích mà chúng tôi đang tiến tới và chúng tôi cũng đạt được ít nhiều thành công. Vâng, xin cảm ơn ông Lê Mạnh Hùng. Và cái phần câu hỏi tiếp theo của chúng tôi thì là cũng muốn được nghe cái cái quan sát của các quý vị ở đây đấy. Tức là bây giờ quý vị biết là Đức Đức trong thời gian mấy năm ở đây được cho là đang phải đối diện với một cái làn sóng có người gọi đấy là cái cuộc gọi là crisis tức là khủng hoảng về nhập cư ở bên ngoài vào nước Đức và cũng có thể làm thay đổi cái chính sách của nước Đức trong cái điều kiện là kinh tế chính trị xã hội nước Đức cũng có thể đã có những cái thay đổi thế thì không biết là nước Đức đang đương đầu đang xử lý vấn đó vấn đề đó như thế nào qua quan sát của mình thì xin mời bà Phạm Thanh Hà và có thể chia sẻ được hay không ạ vâng cũng như là tất cả các quý vị đã được thường nhật được cập nhật rất là thường xuyên các thông tin trên các kênh um, TV của Đức cũng như là của Việt Nam chúng ta cũng đã đề cập tới thì uh, những những năm vừa qua đặc biệt là trong hai năm gần đây thì cái làn sóng tị nạn đến nước Đức rất là nhiều um, đặc biệt là các um, mọi người từ uh, Syria hoặc là Afghanistan Pakistan thế và Um, hiện nay thì um, như chúng ta đã nếu theo dõi một cách um, thường xuyên thì chúng ta thấy rằng là uh, ngay trong nước Đức cũng có những làn sóng tức là có những ý kiến rất trái chiều nhau trong vấn đề uh, di trú và và, và hội nhập um, cụ thể thí dụ như là um, người ta thí dụ như là vị thủ tướng của chúng của của, của nước Đức là bà Merkel chẳng hạn, thời gian vừa rồi bà cũng bị chỉ trích rất nhiều trong cái việc là đã nhận rất nhiều cái dân tị nạn và cũng bởi vì là có những cái hiện tượng người tị nạn gây ra những cái cái lộn xộn trong nước Đức hay có những cái nhiều cái, cái câu chuyện xảy ra cũng như trong đó có cả việc khủng bố. thế nên là hiện nay thì là như chúng ta ta thấy là chính sách của nước Đức trong vấn đề Uh, nhận người tị nạn cũng đã có thay đổi. Um, qua cái công việc của chúng tôi làm hàng ngày thì chúng, bởi vì như tôi tôi đã nói từ trước tức là um, cái cơ quan của chúng tôi không những tư vấn là cho chỉ một sắc dân mà cho tất cả các sắc dân trên thế giới. Uh, đối với các người tị, với những người tị nạn thì là họ có lẽ đến bây giờ thì họ làm rất là gắt gao. Um, những người mà họ thấy rằng không có thời gian ngắn mà không thuộc diện tị nạn chính trị hay ở các nước đang có chiến tranh chiến sự xảy ra thì họ trong một thời gian thì họ sẽ cho họ cho những người đó trở lại trở lại đến nước của họ hay hoặc là trong người đó thì có cả người Việt Nam mình thực sự thực tế mà nói thì nếu mà nói về tị nạn chính trị thì cũng rất ít người được xét trong cái diện tị nạn chính trị và họ gần thời gian gần đây nhất thì rất nhiều người Việt Nam mình khi mà đã gia hạn đi thì là họ sư vệ yêu cầu là thời gian tới đến là cần phải có vé máy bay rồi có giấy thông hành hay là hộ chiếu để thời gian tới là họ buộc phải về, về nước thế và chính vì trong trường hợp đó thì tôi luôn luôn chúng tôi luôn nói là những cái trường hợp như vậy hãy đến ngay văn phòng của chúng tôi chúng tôi có giúp đỡ ngay cho người việt của mình tức là họ để cho họ không phải trở thành những người trong danh sách trục xuất bị trục xuất vâng đúng rồi ạ à, và chỉ là Vâng, đây là một cái symbol của cơ quan chúng tôi, tên là cơ quan di cư quốc tế. Và tất nhiên cơ quan di cư quốc tế thì đã, cơ quan chính thì ở đóng ở thành phố Nürnberg, thế còn thì cơ quan thứ hai là ở Berlin. Và ở Berlin thì có một cái văn phòng tư vấn của chúng tôi được đóng trong tại cơ quan ngoại kiều, sự ngoại kiều của Berlin. Thế và chính vì vậy cho nên cái, cái việc di cư bây giờ và đối với cái việc mà đưa người tị nạn trở về đất nước là một vấn đề rất nóng bỏng hiện giờ trong các chính sách um, xét cũng như là uh, đưa người tị nạn về quê hương của họ Thế và như tôi đã nói tức là người việt nam mặc dù là thông báo của chúng tôi thì là rất thường xuyên có thể nói là được um, từ khi mà cơ quan đã tiến hành hoặc là uh, có cái, um, cái, cái, cái dự án dành cho người việt thì là uh, rất may mắn chúng tôi được sự ủng hộ rất lớn của cộng đồng người việt thông qua các cái, cái, cái cơ quan xã hội cũng như mà cụ thể thí dụ như là ngay bản chương đã thấy là ở đây chúng ta ai cũng biết là chợ đồng xuân đúng không ạ thì có thí dụ như ông lê văn ông, 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 ông nguyễn văn hiền là giám đốc của trung tâm thì ông là một trong người đầu tiên giúp đỡ chúng tôi trong cái việc mà um, xử làm sao để cho thông tin của chúng tôi đến với người việt một cách rộng rãi hơn hay là qua các báo người, người online thí dụ như người việt de thời báo de online uh, on TV vân vân và vân vân thì đã giúp cho tất cả thông tin của người Việt chúng của chúng tôi đến với người Việt một cách rộng rãi hơn. Nhưng mà rất đáng tiếc cũng rất nhiều người cũng có thể tôi nghĩ là do, do đặc thù về cuộc sống thôi, họ cũng không biết. Cho nên gần như nhất thì có những người gọi điện đến và đã bây giờ thì em phải về nước rồi bởi vì là đến vừa gia hạn thì gọi chiều thì họ cũng như thế như thế. Thì cũng rất may tôi nói là tại sao lại không đi sớm hơn. Nhưng cũng rất may là họ cũng chưa phải thuộc danh sách những người bị trục xuất mà chỉ đó đang yêu cầu trở lại thôi. Thì lúc đó chúng tôi đưa những người đó vào cái diện tức là tự nguyện hồi hương thì cũng đã rất nhiều cũng cần cần phải thêm nói rõ khanh các chị biết thêm tức là tại sao cái việc trở về đất nước thì đã có hai cái, cái dạng khác nhau như thế này tức là với cái dạng là tự nguyện hồi hương khác với thời kỳ với với, với một cái dạng tức là bị cưỡng bức hồi hương tức là trục xuất đó thì vì khác nhau cái gì nếu cưỡng bức bị cưỡng bức hoặc là bị trục xuất thì những người thì đó sẽ không có cơ hội trở lại đất nước nói riêng và ở các nước châu Âu nói chung. Thế còn nếu mà mình tự nguyện hồi hương thì uh, ngoài cái việc được hỗ trợ về tiền vé máy bay, vé máy bay và nếu như may mắn hơn nữa được xét duyệt mà cấp một cái dự án để cho cái chuyện uh, tái hội nhập cái nhà thì họ sẽ có, có khả năng quay trở lại Đức vào một thời gian nào đó khi có một cái cơ hội thích hợp nào đó. Đấy là sự khác nhau. Vâng. Là xin cảm ơn cái chia sẻ vừa rồi của bà Phạm Thanh Hà và cũng với cái, cái ý hỏi vừa rồi thì chúng tôi muốn nghe cái ý kiến của ông Phạm Kỳ Sơn. Dạ vâng. Uh, cái chủ đề của chúng ta hôm nay là uh, cuộc sống hội nhập di trú thì uh, có lẽ do cái đặc thù công việc của tôi <laughs> cho nên là cái đề tài này uh, đối với tôi nó là công việc hàng ngày và nó là nó cũng là cái bức xúc hàng ngày uh, của cái uh, uh, trong cái cộng đồng người Việt của mình và đặc biệt là trong <laughs> mà nó cũng là cái bức xúc của cái cái cái, cái, cái 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 vấn đề chăm sóc và giáo dục thanh thiếu niên uh, di đồng và hỗ trợ hội nhập cho các gia đình đặc biệt là các gia đình um, mà có mang tính chất tức là uh, di cư từ nền văn hóa khác tới nước Đức. <laughs> Thực ra ấy, uh, thì cái cơ quan của tôi nó không phải chỉ dành cho người nước ngoài mà là nó dành cho uh, tất cả các uh, uh, các sắc tộc tất cả kể từ người đức cho đến tất cả các sắc tộc khác sống ở tại nước đức này <laughs> thế và ở nước đức ý cái vấn đề nhân quyền là một vấn đề uh, có thể nói là vấn đề cốt lõi trong cái thể chế chính trị uh, của cái thể chế chính trị của uh, thể chế chính trị dân chủ của tại nước đức này thì trong cái vấn đề nhân quyền đó thì cái quyền của trẻ em quyền được sống được học tập được nuôi dưỡng được chăm sóc được bảo vệ được giáo dục đó là cái gần có thể nói tức là trẻ em là đứng là trung tâm của mọi cái sự mối quan tâm của, của xã hội thế do vậy khi mà chúng tôi vào làm việc ở cái cuộc sống này thì ở vào cái, cái cái công việc này thì chúng tôi thấy có thể nói rằng là mặc dù mình cũng có phần nào cũng đã biết trước rồi thế nhưng mà thực sự mà khi mà bước vào cái cuộc cái công việc này thì chúng tôi thấy quả thực là nước Đức họ không phải những cái quyền đấy nó chỉ được thể hiện trên văn bản pháp luật của họ thuần túy mà nó đã được được triển khai trong các cái trong cái cái cái, cái các cái hành xử cũng như các cái chế tài rất là rõ rệt uh, trong cuộc sống này. Um, và những cái người mà đưa những cái 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 cái, cái uh, uh, tinh thần pháp lý đấy, những cái chế tài pháp lý đấy vào cuộc sống này, uh, uh, đấy là những công việc cùng thông qua những cái việc của chúng tôi, um, thì có thể nói rằng là uh, đại bộ phận không nói về người Đức nữa mà bởi vì là cơ quan của tôi thì tuy là phụ trách thì tất cả các các cái sắc dân ở xã hội nhưng mà cái phần việc của tôi thì tập trung chính vào cái phần việc mà dành cho cái nhóm người Việt sống di cư và sống tại nước Đức này thì có thể nói là trong những thời gian đầu tiên ý, khi mà mới bắt đầu chuyển sang sang cái chế độ uh, xã hội mới trước kia thì là họ chỉ là những người lao động ở công an dân chủ Đức thì họ không như là họ không có gia đình họ chỉ là đơn thân thôi và sang đây lao động một thời gian và sau đó họ đi về nhưng sau khi mà chuyển sang chế độ uh, uh, Cộng hòa Liên bang Đức thế thì là Ừ, ngoài một số đã đi về quay trở lại đất nước, thế còn lại thì những người ở lại đây thì họ cũng dần dần họ cũng hoặc là họ tự có gia đình, họ xây dựng gia đình hoặc là họ đón uh, gia đình uh, vợ con sang đây thế và tự và đương nhiên là sẽ có các cháu nhỏ đi kèm theo. Thế và dần dần thì cái vấn đề là nuôi dạy giáo dục các các các, các trẻ em ở trong một cái môi trường uh, xã hội mới như thế nào thì quả thực đó là một điều không hề dễ dàng đối với những người kể cả là những người đã có uh, có thể nói rằng là đã có thân niên về gọi là cái tuổi cha mẹ thế nhưng mà vẫn vẫn rất nhiều cái sự lúng túng trong cái vấn đề nuôi dạy con cái làm sao cho con cái mình nó uh, nó thụ hưởng được những cái ưu việt của cái xã hội này thế và đồng thời vẫn đảm bảo được cái như ta vẫn nói thì là vẫn giữ được cái bản sắc của cái dân tộc Việt đấy mặc dù ở đây cái chữ giữ cái bản sắc chúng ta cũng còn phải cũng có lẽ là phải một cái một cái cái cái, cái ở một cái chương trình ở khác sẽ đề cập tới tức là thế nào gọi là giữ bản sắc dân tộc thế nhưng mà có thể nói rằng là đó là đó là 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 cả một quá trình vật lộn và thậm chí ở trong đó không thiếu không 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 ít những cái cuộc tranh chấp va chạm ta cứ gọi là những cái gọi là generations conflict tức là cái sự mâu thuẫn cái sự đụng độ giữa các cái nền văn hóa cũng như các xung đột thế hệ đây có thể nói cả thế hệ nữa bởi vì thí dụ tôi chỉ nói đơn thuần về vấn đề giáo dục uh, con trẻ ở đây thì các cháu được được sinh ra và lớn lên trong một cái môi trường dân chủ cho nên các cháu nó hiểu rằng là nó nghĩ gì và nó nó cảm nhận như thế nào thì nó nói ra như thế nhưng mà ở các vị phụ huynh thì lại cho rằng là như thế là hỗn như thế tức là dám chống lại các bậc phụ huynh lớn tuổi đấy thì cái việc của chúng tôi là phải làm sao để để cho những bậc phụ huynh cha mẹ hiểu được giải hóa được những cái bài toán trong cái vấn đề gọi là cái xung đột văn hóa và xung đột cái thế hệ này đồng thời cũng là giúp cho những cái gia đình mà các các gia đình mà trong đó thì đặc biệt là vấn đề tôi như, như tôi đã như anh và các anh chị em đây đều nói tức là về vấn đề là làm sao để giúp cho họ có được cái chiều khóa để hội nhập tại ta, ta cứ nói thế, hội nhập nhưng mà hội nhập bằng cái phương tiện nào thì rõ ràng cái đầu tiên tất nhiên phải hội nhập bằng rất nhiều phương tiện nhưng cái đầu tiên và cực kỳ cơ bản nếu không nói là là cơ bản nhất số một đầu tiên đấy là cái ngôn ngữ bởi không thông qua ngôn ngữ thì không thể nào mà có thể tiếp nhận được những cái hay và và, và tránh được những cái mà mà không 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 có thể tác hại đến cuộc sống của mình. Thế, tôi xin nói ngắn gọn như thế đấy. Nước Đức hiện giờ cũng giống như nhiều quốc gia châu Âu đang trao đảo trong cái đề tài di dân. Họ cũng đang tìm một cách thu lượm các tài liệu, những cái thông tin để đưa ra những quyết sách tới đây cho nó hợp phù hợp. Thế thành ra là cá nhân tôi là một người di dân mà tôi cũng nhìn cộng đồng mình như một cộng đồng di dân nhỏ, thì tôi có một cái mong mỏi mà cũng là điều tôi suy nghĩ bấy lâu nay là thế này. À, ai cũng hiểu là cái thể chế chính trị ở Tây Âu này, hay đặc biệt là Đức. Ấy, Đấy, cái bộ máy chính quyền, bộ máy chính trị của nó được lập lên bởi chính lá phiếu của người dân, cơ quan hành pháp, lập pháp tư pháp, họ họ được lập lên lập bởi chính chúng ta, trong đó có người dân chúng mình. thế thành ra tới đây cuộc sống của mình có ổn định hay không, tương lai có an toàn hay không, hay là EU sẽ bị tan tành rồi là bị trục xuất hay là bị ảnh hưởng thế nào đó, nó ảnh hưởng đến chính cái bộ máy đó và những cái quyết sách mà cái bộ máy nó đưa ra. thế thành ra không ai hết chính chúng ta là người cũng góp phần đóng góp rất nhiều vào cái quyết sách đó. Thế thành ra ấy trong cái hội thảo hôm qua và đặc biệt cuốn sách đó họ đề cập đến rất nhiều cái mảng mà xưa nay ít đề cập đến ví dụ như cộng đồng người việt ta xưa nay vẫn được khen nào là hòa hòa nhập tốt rồi là vân vân con cái học giỏi học ngoan những cái mặt tối những mặt còn hạn chế ít người đề cập đến thì trong cái hội thảo hôm qua và trong nhiều cái cuộc trao đổi gần đây người ta bắt đầu đề cập đến thì theo tôi đó là một cái sự tỉnh táo là mình biết nhận chân ra thực sự cái vai trò của người di dân đóng góp trong xã hội đức hiện giờ nó đang ở đâu thế chính vì thế nếu chúng ta uh, có cái nhìn nhận đúng về mình và tạo cho mình được cái ý thức đóng góp với xã hội này thì tôi tin là uh, nó như những viên gạch nhỏ đóng góp thành xây thành bức tường lớn để mà tới đây những cái chính sách đối với di dân cái nhìn nhận của xã hội sở tại đối với di dân nó sẽ khác đi Đấy, vì đấy là chính là nó liên quan đến tương lai của chính chúng ta. Hãy tưởng tượng xem nếu như người Việt chúng ta thay vì nhé tôi nói chỉ thay vì cứ nghe đêm ngày liên hoan đồng hương đồng khói rồi là quan tâm chuyện đâu đâu ấy, còn những cái chuyện liên quan đến kỳ thị chủng tộc ở đây, liên quan đến vận mệnh của châu Âu, liên quan đến vấn đề liên quan đến quốc sách ở đây không ai quan tâm, không ai tham gia. Đấy. thì thử hỏi rằng lúc đó cái xã hội sở tại họ nhìn nhận di cư những người di dân là gì? Là cái đám người này đến để mà nó xin lỗi lạm dụng xã hội của họ, lạm dụng những cái kinh tế của họ hay đến đây cũng đóng góp về phần văn hóa, về phần kinh tế, về phần nào đó cho họ? đó đấy giữa cái lợi của cái hại trong cái chuyện là chúng ta có tích cực tham gia vào cái công cuộc hội nhập hay không nó thể hiện rất rõ mà nếu như chúng ta lơ là không quan tâm đến chính trị không quan tâm đến thời cuộc thì chắc hẳn chúng ta đang làm hại chính cái gọi là tương lai của chúng ta mà không hề biết vâng xin được cảm ơn chia sẻ vừa rồi của ông lê mạnh hùng không biết các vị khách nào khác đây có muốn uh, bình luận thêm nữa này bà có lẽ xin mời nhà văn võ thị hảo hả? vâng uhm, tôi thấy rằng là thế này À, cái hội thảo cuộc hội thảo hôm qua đó thì nó mang tên là vô hình thì đấy là ngay cái tên của nó đã thể hiện là cái vấn đề mà anh phạm mạnh hùng vừa nói anh lê mạnh hùng vừa nói tức là à, người việt được chính người đức tôi đã từng trực tiếp nghe trong cuộc hội thảo hôm qua rằng là người việt là một cộng đồng được đánh giá là hội nhập thành công bởi vì một cái nguyên nhân quan trọng theo tôi là người việt đi đâu cũng vậy rất là chú ý đến chuyện học hành chuyện học hành của con cái có thể bố mẹ hy sinh để cho con học thì cái truyền thống đó người việt sang đây vẫn giữ được bởi vì ở việt nam thì cái xưa nay vẫn coi học là một cứu cánh và sang đây thì họ rất là chịu học thì đấy là một ưu điểm không thể phủ nhận thế nhưng mà cái sự sợ hãi chính trị coi chính trị là một cái gì đó là một 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 sự đe dọa nếu mình dám đụng đến thì cái đó là người việt nam đã được được đã bị nhồi sọ quá nhiều trong bao nhiêu năm và sợ hãi chính trị cho nên là họ cũng không không có nhu cầu quan tâm tới cái vấn đề là một cái thể chế hay là một cái văn hóa mà trong khi rõ ràng chúng ta thấy rằng là thể chế chất lượng của thể chế chính là một sức mạnh vô biên cũng như là một cái cái văn hóa chính là giàu có và kinh tế chứ nó không chỉ là vấn đề văn hóa và đấy là vấn đề con người để chứng minh cái này thì chúng ta đã thấy quá nhiều rồi và bởi vậy tôi thấy rằng là trong hội thảo hôm qua đó thì cái rất tốt là đã đã và không chỉ trong hội thảo nhưng mà cái cách đánh giá về di trú và hội nhập á, thì tôi thấy có một vấn đề là thế này mọi người như trong hội thảo hôm qua tôi thấy là cái cái ngay chính đánh giá của những cái người mà đã làm nên cái dự án đó là cũng có một cái sự thiên lệch họ cũng chưa sự cân bằng về các nhân chứng từ hai phía những cái nguồn gốc di trú là họ chỉ đưa ra một cái nhân chứng là bà mỹ lâm bác sĩ mỹ lâm về là thuyền nhân còn lại là những cái người khác thì một cái mảng cực lớn về mặt di trú đấy là những cái người việt về di cư một của một nửa nước mà di cư sang đây hoặc là những nước khác như Mỹ hay là Canada hay là Úc các thứ thì tôi nghĩ rằng đấy cũng là một vấn đề cần phải nghiên cứu lại và và cần phải công bằng lại thì chúng ta mới đi được đến bản chất của vấn đề. Một cái vấn đề nữa là rõ ràng là nước Đức họ, khi mà họ mở rộng vòng tay đón nhận và cứu tất cả mọi người thì họ cũng có một cái lợi gì? tức là họ cũng có một cái lợi là chính những thách thức làm nên sức mạnh chứ thách thức với thách thức với một 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 cái cá thể yếu thì nó sẽ vùi dập nhưng mà thách thức với một cái cơ cá thể mạnh và biết quản lý thì nó lại trở thành sức mạnh và chính những người di trú họ cũng À, sẽ bù đắp cho sự thiếu hụt dân số của nước Đức. Đức. À, theo cái một cái thống kê thì là đến năm 2030 thì dân số Đức phải tụt đi khoảng mấy chục triệu nếu không có những người di trú. Thì tôi nghĩ rằng là à, người Việt chúng ta cũng đã đóng góp vào cái điều đó và coi như là cái thế hệ những người hiện nay này rất nhiều người như các anh các chị nói không quan tâm đến văn hóa cũng như là chính trị và cái tiếng nói của mình rất là yếu ớt và chính điều đó đã làm yếu đi cái, cái 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 nước Đức góp phần làm yếu đi nhưng mà đến thế hệ thứ hai tức là con cái của mọi người thì họ thực sự là những công dân Đức và và họ 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 hiểu và họ biết thảo luận và đưa ra những ý kiến cá nhân về chính trị hay là về nhân văn hay là bản lĩnh của con người ngay từ bé thì đấy là một cái nền giáo dục rất là ưu việt tôi hy vọng vào thế hệ đó. Vâng, vâng xin vâng xin mời bổ sung của ông Nguyễn Thế Tuyền. Và ông Nguyễn Thế Tuyền là người dạy toán ở cộng xin phép ông, ông dạy toán ở cộng đồng ở đây và và đồng thời ông cũng dạy tiếng Đức cho người Việt. Và xin mời ông tiếp tục. Ờ Tộc giả, khán thính giả đã nghe nhiều những chuyện tự nạn ở Đức. Thế tôi xin bổ sung một chút để hiểu và thông cảm cho nước Đức một chút. Thế thì nước Đức trong thế kỷ thứ 20 ấy, có hai nửa rất rõ ràng nửa đầu ấy cho đến năm 50 là gây đẫm máu cho nhân loại hai lần đại chiến lần đại chiến thứ nhất ấy, cũng từ đức mà ra mà khoảng độ 15 đến hai chục triệu người chết thế còn nửa đại chiến thứ hai ấy, là tới sáu chục triệu người chết như vậy ấy, là rất đẫm máu cho nên người đức ấy, là bị lừa bởi vì không ngờ được một cái thể chế như thế không biết thế nào là ưu là 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 ưu việt cả cho nên rằng là người ta đã bầu cho Hitler bởi vì cũng vì là kinh tế vì tầm nhìn hồi đó chưa rộng được đâu chưa tuyên truyền được nhau thế thì cái đó là người Đức biết cúi đầu nhận lỗi là mình đã lỗi rồi và từ đó người Đức muốn chuộc tội trên nửa thứ hai người nước Đức hoàn toàn khác nước Đức, Đức ấy đã đưa một cái thể chế để tất cả khống chế những cái gì cái ác Thế cho nên rằng là người Đức ấy là được những nước khác nhận tị nạn trước đó để cứu mang. Cho nên người Đức phải có trách nhiệm nhận lại tị nạn để cứu mang những người mà đang gặp khó khăn. Thế cho nên rằng nước Đức mới có điều 16 trong hiến pháp, điều 51 trong hiến pháp là cứu mang người như thế. Thế thì người ta dù khó khăn bao nhiêu mình vẫn phải cứu mang. Ví dụ như là năm nào cũng phải cho Israel là vài tỷ. Không nói đến là quỹ, đến là trách nhiệm của lương tâm đấy là người ta cho như thế và quốc hội phê chuẩn không có ong đơn gì cả nghèo gì thì nghèo cái khoản này là phải cho những cái người mà 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 cha ông mình đã giết họ thế thì người ta nhận tị nạn như thế nó có nhiều trách nhiệm nhá. người ta không muốn đâu nhưng người ta phải làm thế thì cho đến năm 2005 ấy thì nước Đức mới công nhận rằng đây là đất nước nhập cư Thì trước kia đã không hề muốn mặc dù cái làn sóng nó vào như vậy nhưng người ta không chấp nhận cho đến bây giờ thì người ta chấp nhận nước nhập cư bởi vì dân Đức giảm một phụ nữ Đức đẻ có 1,3 đến 1,4 con thôi. Như vậy thì mà chăm sóc y tế lại tốt, thế người người ta tuổi thọ đã cao. Vậy thì lấy ai đóng thuế để nuôi những người già đây? Thế đó là một câu hỏi rất lớn, hiện bắt buộc thôi nhắm mắt công nhận là anh vào đây và xin anh hãy đóng góp cùng chúng tôi để nuôi những xã hội kia và anh được hưởng như người Đức. Thế để người ta chỉ mong muốn như thế trên cái vấn đề hội nhập người ta đưa hàng đầu là cho tất cả các sắc dân người nước ngoài nhưng rất đáng tiếc là các sân người ngoài vì khác nhau văn hóa nhiều quá mà cũng lấy nước đức là chỗ làm ăn thôi cho nên là người ta vẫn sống song song người ta sinh hoạt thoải mái là ở chỗ khác còn làm ăn với người đức là để bán hàng mà thôi đấy là điều rất buồn thế cho nên là bây giờ phải cố gắng khác đi một chút thế thì cái mà hội nhập đối với người ta là khó khăn chúng tôi đồng cảm nhưng phải cố gắng phải cố gắng đã nhá chứ bởi vì nước đức người ta không có gò ép bắt buộc là là anh không làm này thì tôi đuổi anh về. không phải như thế lại mang tiếng chết rất sợ mang tiếng trên rồi, mấy cuộc chiến tranh chiến tranh iraq nhá thì nước đức chỉ tôi bỏ tiền rồi đây bao nhiêu tỷ nhưng không ai nói gì đến còn cái quân nó sang ấy thì nó chết một vài người ấy, thì nó được công nhận là hy sinh nhưng mà đóng tiền thì không ai nhắc đến cả thế đấy là cái nước đức phải chịu thiệt thòi như thế bởi vì cha ông đã gây ra dẫm máu nhiều quá rồi cho nên phải thông cảm bây giờ vấn đề tị nạn chạy sang đức vì nhân đạo quá nếu mà tôi đóng cửa biên giới đơn giản quá nhưng mà đứng đấy để khoanh tay đứng xem người ta chết đuối ở biển xem người ta bị trên đường có có gặp những cái khó khăn khủng khiếp mà mình cứ đứng xem thì mình vô nhân đạo thế nên là trách nhiệm lương tâm người ta không cho phép cho nên là người ta đã quyên góp người ta đã làm hết sức mình trong khi người nước ngoài chúng mình đây mình nhìn mà úi trời ơi nó lại sang đây giờ tàu xe bẩn ăn cắp ăn trộm rồi bất ổn quá thế nhưng mà người Đức bảo không không đấy những người mà người ta chạy trốn chiến tranh người ta khổ mình phải giúp người ta đã mặc dù ấy, người ta có ở gây khủng bố nhưng người đức quá chúng tôi vô cùng ngạc nhiên mà tìm được câu hỏi trả lời tại sao cái người bản xứ người ta lại có cái nhìn thoáng như thế mà chính mình người nước ngoài mà mình, mình lại lại tức hộ người ta thế là thế nào thế những câu hỏi đó là chúng tôi cố gắng nghiên cứu để những lần sau chúng ta trao đổi bởi vì thời gian cũng không có nhiều à, à, vâng thế thì thế và cái chia sẻ vừa rồi của à, vị khách của chương trình là ông à, nguyễn thế tuyền thì cũng đã khép lại cuộc à, tọa đàm bàn tròn à, trực tuyến trên kênh Facebook Live của BBC Việt Ngữ. Mời các quý vị nhớ vào trang chính của chúng tôi, trang nhà chúng tôi tại địa chỉ là bbcvietnamese.com để theo dõi các tin tức được cập nhật mới nhất của chúng tôi về tin tức thời sự, văn hóa, chính trị, xã hội, kinh tế vân vân của quốc tế, khu vực cũng như là trong nước ở Việt Nam. Và một lần nữa thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Quốc Phương xin được cảm ơn các vị khách đã nhận lời tham gia chương trình cảm ơn các quý vị khán thính giả của bbc việt ngữ đã quan tâm và dành thời gian theo dõi xin cảm ơn tất cả quý vị và xin hẹn gặp lại